Hello, xin chào các đồng chí, anh chị và bạn thân mến của Lời Mình. Mình like cảnh 2, tập 2, màn 2 từ miền quê hương đất nước Việt Nam của... Đây là một cái vùng ngoại thành của Mỹ Tho, cái xã, đây là gọi là xã Mỹ Phong. Anh chị và các bạn thấy, tôi muốn quay để anh chị và các bạn thấy. Tôi có mấy đứa cháu ngày xưa, hồi nãy tôi có nói anh chị và các bạn, nó đi làm công cho người ta đó. Xong rồi nó làm đó. Các bạn biết nó đi làm công, làm thuê, làm mướn cho một cái giờ dừa, trái cây, rau quả. Hai vợ chồng chịu khó lắm. Các bạn biết. Rồi chủ nó giúp đỡ về, ba má nó có được cái mặt tiền về là nó mở ra công ty riêng. Bây giờ là xuất nhập khẩu thì mấy chục nhân công để đặng mà làm xe đông lạnh chạy, trở thành một cái chủ cơ sở như thế này. Các bạn thấy người ta phấn đấu không ngừng, họ làm rất là kỹ nha, không có phải là ai muốn đi vô là vô đi ra đâu. Tại vì nó về an toàn thực phẩm xuất khẩu đó, nó có phòng lạnh đó, những cái nhân viên ta làm trong mấy cái phòng đó, các bạn thấy ăn nên làm ra mấy đứa cháu nó giỏi dã man. Tại nó cần, nó siêng năng lắm, cái gì cũng vậy, mình phải siêng năng cần cù, chứ không phải tối ngày lên mạng rồi cứ than khóc rồi trời sao chính phủ không làm cái này cho tôi, tại sao chính phủ không lo cho tôi cái này, không lo cho kia, mấy cái thứ đó không bao giờ khá. Rồi bắt đầu cấu kết với mấy cái đám chống cộng ở hải ngoại, xuyên tạc phá hoại đất nước. Các bạn thấy người dân Việt Nam người ta mưu sinh bằng đủ mọi hình thức. Đây, nhỏ cháu đây nè, giỏi không? Đó. Từ một người làm công, được rồi. Từ một người làm công bây giờ trở thành là làm chủ một cơ sở, hàng quá đóng xuất nhập khẩu, quản lý một công ty luôn. Bạn thấy em con sao làm được không con? Bạn rộn dữ à? Bạn thấy ở đây chỉ là một cái bùng ở ngoài vòng ngoại ô thôi, nó là gọi là nó thuộc về xã Mỹ Phong đấy. Nhân công nó đậu xe ở bên này, đậu xe ở nhà bên này, làm bên kia. Các bạn thấy không, tạo ra công ăn việc làm, góp phần đóng thế vào trong cái chính phủ, rất là giỏi. Cuộc sống mình phải phấn đấu như vậy, mình phải đi từ con số 0, người ta đi từ con số 0, không có gì đi làm công. Ngày xưa hai chồng đi làm công thấy tội lắm kìa. Tôi về tôi thấy tội nghiệp luôn. Mà những mấy đứa đó nó mới hiểu được giá trị của cuộc sống. Rồi người ta mới vượt khó, rồi trở thành chủ cả. Chứ không phải lên mạng rồi đi buôn chính trị giống như mấy cái đám dân chủ cội, điểu dạ, mất dạy, không có ra hồn vía gì, xuyên tạc tầm bậy tầm bạ, đấu tranh tầm xàm không. Người ta có thể có hớt tóc rồi bán bưng xe bánh mì hủ tiếu đủ cách để mưu sinh đó. Chứ không phải ngồi đó ngửa tay đó giống bên Mỹ vậy. Chính phủ mà không viện trợ, không cứu trợ thì thằng nào nấy đói lên đói xuống, mà tiền đâu? Các bạn thấy nước Mỹ bây giờ nó nợ nần chồng chất, toàn là đi vay bạc hỏi, đè trên đầu trên cổ những người đi làm. Thề bực tơi, cái con đường này chuẩn bị mở ra một cái nới rộng lớn lắm, nó có dự án rồi đó. Các bạn thấy người ta bán từng ly cà phê có 10.000, 5-3-5.000, 10.000 thôi. Những cái đứa trẻ tôi thấy bây giờ người ta phấn đấu mọi lúc mọi nơi, chứ đâu phải tự nhiên mình bước ra cái mình có nhà cao cửa rộng như người khác, ngồi đó cứ mơ tưởng quan tưởng rồi lên rồi mạng rồi cứ xuyên tạc chống phá, nói tầm bậy tầm bạ không. Làm thì như cục như hạch mà thấy mặt ra là đòi tiền đó. Kiểu là trưởng giả học làm sen. Bạn nói tôi nói cái gì là nó có chứng cứ cho đó, chứ không phải lên mạng khoác lác rồi nói kiểu là chém gió, đi buôn chính trị hay là
lên để đặng câu view câu like. Tôi không có kênh, không có gì chân, tôi thấy đi đâu thấy cái gì hay là tôi chia sẻ. Ai thấy like của tôi thì cứ chia sẻ. Các bạn thấy một cái khu nhỏ vậy thôi, người ta có một cái chợ sáng nhóm chiều nhóm, mấy cuộc sống họ mưu sinh đủ kiểu hết, rất là tuyệt vời. Miễn sao họ kiếm ra đồng tiền là họ làm. Cái cuộc sống của người dân Việt Nam tôi thích là như vậy, người dân họ tự cung tự cầu và tự cấp, chứ không có để cho chính phủ phải tạo ra cái phúc lợi nó làm cho ù lì ỷ lại, sanh ra đủ thứ tật đó. Nước Mỹ các bạn thấy đó, nhiều đứa bỏ quê, nhiều người bỏ quê hương ra đi qua xứ người ta làm nô lệ với mẹ, làm lao nô chết bà cố trở về quê hương. Các bạn, những người nào mà có vốn liếng ở hải ngoại, tôi khuyên hãy trở về với quê hương. Cơ hội còn, đừng có để lâu, sau này là không còn cửa luôn. Sau này chừng 5 năm 10 năm tới là hết đường về luôn, về chỉ đứng xa xa thôi, nhờ trong tuổi nhục thôi. Những dòng nước mắt rơi lệ nhìn quê hương đổi mới phát triển mà ngày nào mình bỏ mất đi những cái cơ hội đó. Các bạn thấy ra đi thì xuyên tạc chống phá, qua xứ người phải mình thành đạt, thành công, thành người, thành nhân hay gì, đằng này không thành gì hết. Ok thôi, mình like tới đây nha. Chúc anh chị các bạn nhiều may mắn. Mình thấy về với quê hương, mình thấy cái đất nước rất là nhộn nhịp. Người ta ăn lên làm ra, ai cũng nấu gọi là xôn xao tất tật. Họ tìm đủ mọi cách mưu sinh anh chị các bạn ơi. Để mình like tới đây, xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye.